Và bây giờ thầy sẽ cùng với các em chúng ta sang ví dụ 1 tính nhanh. Đây thì có âm 2/5, 3/11 và 2/5. Ở đây chúng ta lại yêu cầu tính tổng 3 phân số. Nhưng các em quan sát đây cho thầy. Chúng ta có rằng là âm 2/5. Em nhìn nhá. Chúng ta có âm 2/5 và 2/5 là hai phân số đối. Đúng nào? Cho nên chúng ta sẽ sử dụng tính chất giao hoán để chúng ta đổi vị trí 2/5 với 3/11. Đúng nào? Sau đó chúng ta sẽ cộng hai số đối. Mà tổng của hai phân số mà là đối nhau thì bao giờ cũng bằng 0. Đây rất đơn giản, ta làm như sau. Ví dụ 1 các em nhé. Nào, chúng ta có nào. -2/5 cộng với 3/11 cộng với 2/5 và bằng này. Chúng ta sử dụng tính chất giao hoán, chúng ta có là âm 2/5 cộng với 2/5 và cộng với 3/11 và bằng là âm 2/5 cộng 2/5 của chúng ta là bằng 0 cộng với 3/11. Mà 0 cộng với 3/11 tức là bằng 3/11. Ok. Rất đơn giản để các em tính tổng được 3 phần số.